sự gần gũi của lãnh đạo nước mình khi so sánh với lãnh đạo các nước khác biệt ra sao? Những ngày qua, hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính liên tục di chuyển tới những vùng đồng bào ngập lũ lụt để thăm hỏi người dân đang khiến chúng ta xúc động mạnh. Có lẽ, bác với chiếc áo màu nâu rêu giản dị, sẵn sàng lội bùn, lội ruộng đã không còn quá xa lạ với người dân Việt Nam. Chẳng cần tới lúc bão lũ, trước kia, bác Phạm Minh Chính cũng đã nhiều lần tới thăm bà con, sẵn sàng lao xuống bùn nước để cùng bà con trò chuyện, tâm sự. So sánh với các nước bạn cùng trong khu vực Đông Nam Á, Thủ tướng Indonesia với hình ảnh đi thăm đồng, nhưng được trải gỗ sạch đẹp đến tận thân cây lúa mà nhiều người bất ngờ. Hay trong một hình ảnh khác khi so sánh phong cách trồng cây của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo Campuchia. Nếu như lãnh đạo nước bạn chỉ cần đứng cạnh cái cây, có người đưa sẻng, đưa nước tận tay, thì bác Trọng nhà mình lại tự xúc từng sẻng đất to và rất xông xáo. Những hình ảnh giản dị, gần gũi của các lãnh đạo Việt Nam khiến người ta rưng rưng nhớ về vị cha già dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch của chúng ta cũng luôn luôn gần gũi như vậy, luôn luôn thân tình như vậy, khiến cho muôn dân yêu quý. Vậy mới thấy càng thêm yêu những người lãnh đạo tận tụy với nhân dân, với dân tộc Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.